Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu búp bê cầu mưa xinh xắn như thế này. Đối với mẫu này thì mình sẽ làm với chiều cao tầm khoảng 10 cho đến 12 cm, thích hợp để trang trí cho nhiều không gian khác nhau, hoặc là mình cũng có thể là móc gắn chìa khóa hoặc là gắn ba lô ha. Các bạn cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn ha. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi đã hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, mình sẽ nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Đối với mẫu này thì mỗi vòng móc mình sẽ kết thúc vòng ha. Ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên mà mình vừa móc á. Móc vào đó một mũi dời. Để cho cái hàng móc của mình khi kết thúc nó không có bị điểm G, các bạn sẽ kéo dài cho mình cái sợi len lên. Sau đó mình sẽ kéo và gút lại cho cái mũi dời kết thúc của mình nó nhỏ lại. Như vậy là kết thúc một vòng móc nó sẽ không có bị G ở đây ha. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân đó, mỗi chân là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu. Móc vào đó 2 mũi móc đơn nè. 1 và 2. Mình sẽ làm tương tự cho 5 chân móc còn lại ha. Mỗi chân móc cứ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn nè. 1 và 2. Tương tự cho chân thứ ba. 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ tư cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ta có được vòng thứ hai ha. Vòng thứ hai của mình hoàn tất sẽ có được 12 mũi móc đơn. Kết thúc tương tự như vòng đầu tiên, đâm kim vào chân của mũi móc đơn ở vòng này, móc vào đó một mũi dời. Nhớ là khi mà các bạn kết thúc vòng á, kéo sợi len lên và gút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ hai của mình có 12 mũi móc, tạo ra 12 chân cho vòng thứ ba. Vòng thứ ba móc theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì như vậy là ở vòng móc thứ ba này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một móc đơn và 2 móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ có tổng cộng là 6 cụm như thế này ha. Cụm thứ hai nè, một móc đơn, sau đó là 2 móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai. Cụm thứ ba nè. Cụm thứ sáu sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Một móc đơn, sau đó là 2 móc đơn vào cùng một chân móc. Như vậy là khi kết thúc cái vòng móc thứ ba này mình sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này. Ta tăng được 6 mũi, tức là vòng này mình sẽ có tổng cộng là 18 mũi ha. Các bạn tiếp tục kết thúc vòng nè. Móc lên một xích. Đến cái vòng móc thứ tư thì vòng móc thứ tư mình sẽ dựa vào vòng móc bên trên của nó. Vòng móc bên trên của mình có một móc đơn xen 2 móc đơn cùng chân móc. Thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Thì như cái hàng mình vừa móc có một móc đơn lẻ nè. Thì hàng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn lẻ ha. Tức là mình sẽ có 2 mũi móc đơn vào 2 chân liên tiếp. Mũi đầu tiên vào chân đầu tiên và mũi thứ hai vào chân thứ hai. Khi có được 2 mũi móc đơn rồi, nhiều hơn so với vòng phía dưới một mũi rồi ha. Thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tức là mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Ta sẽ có 2 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Các bạn móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm như thế này ha. Cụm thứ hai nè. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, sau đó là 2 mũi vào cùng một chân móc. Cụm thứ sáu sẽ nằm ở 3 chân móc cuối cùng ha. 2 mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc.
Như vậy là khi kết thúc cái vòng móc thứ tư này, mình cũng có tổng cộng là 6 cụm như thế này, tăng được 6 mũi. Thì kết thúc vòng thứ tư mình sẽ có 24 mũi móc đơn. Tiếp tục kết thúc vòng, guốc lại móc lên một mũi móc xích. Vòng móc thứ năm các bạn cũng làm tương tự cho mình như vòng móc thứ tư, tức mình sẽ dựa vào vòng bên dưới của nó. Vòng bên dưới của mình vừa có là 2 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân. Thì vòng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Ở đây mình có 2 mũi thì vòng kế tiếp sẽ là 3 mũi móc đơn mỗi chân ha. Móc cho mình 3 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi nè. Khi đã có được 3 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là 2 mũi cùng chân móc ha. Như vậy là ở vòng móc thứ 5 này mình sẽ có được cụm móc như thế này. 3 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì kết thúc vòng này cũng tương tự, mình sẽ có 6 cụm như thế này ha. Tăng được 6 mũi. Sau đó móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng hàng móc. Móc cho đến khi ta đạt được kích thước cần. Ở đây mình sẽ có một lưu ý ha. Khi các bạn móc theo công thức nè, cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ, sau đó xen kẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân. Thì khi móc thêm nhiều vòng móc, những cái chân móc mà mình móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc nó sẽ nằm chồng lên nhau như thế này. Khi nằm chồng lên nhau như thế này, ta móc thêm nhiều vòng móc, nó sẽ bị những cái góc. Đây, nó sẽ bị ra những cái góc như thế này, nó không có được tròn đều cho vòng tròn của mình ha. Thì mình sẽ tiến hành đảo công thức nè. Đối với những hàng móc mà khi các bạn móc, cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số lẻ. Ví dụ như cái hàng mình đang móc là 3 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Nó là số lẻ nè. Thì cái hàng này mình sẽ móc tương tự như theo công thức ha. 3 mũi mỗi chân là số lẻ nè, xen 2 mũi cùng chân thì mình sẽ móc theo công thức. Đến cái vòng tiếp theo sẽ là 4 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân thì 4 mũi mỗi chân đó là số chẵn. Các bạn sẽ tiến hành đảo công thức cho mình ha. Thì mình sẽ đảo công thức như sau. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn mỗi chân trước. Mũi đầu tiên vào chân đầu tiên. Mũi thứ hai vào chân thứ hai. Sau đó sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc vào chân móc kế bên ha. Tiếp tục sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào mỗi chân. Thì như vậy là đối với cái vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. 2 mũi mỗi chân, 2 mũi cùng chân và 2 mũi mỗi chân. Đối với cụm đảo như thế này các bạn để ý cho mình khi ta cộng lại nè. 2 mũi đầu, 2 mũi cuối, cộng lại mình cũng được 4 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân ha. Cũng có đủ cái số mũi móc như công thức luôn. Tăng tịnh tiến được một mũi so với vòng bên dưới. Thì lúc này những cái mũi mà 2 mũi cùng chân này nè, nó sẽ nằm so le với nhau, chứ nó không nằm chồng lên nhau, giúp cho cái vòng tròn của mình nó đều hơn ha. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Mình cứ móc theo công thức nè, 2 mũi mỗi chân, 2 mũi cùng chân móc. Sau đó tiếp tục là 2 mũi mỗi chân. Thì ta sẽ được cụm móc thứ hai ha. Sau đó các bạn sẽ làm xen kẽ cho mình thêm nhiều cái vòng móc như vậy nữa. Tức là vòng nào mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số lẻ thì theo như công thức. Còn vòng nào mà là số chẵn thì mình sẽ móc đảo công thức ha. Móc cho đến khi ta đạt được cái vòng tròn vừa đủ. Đối với size mà mình đang móc mình sẽ dừng lại ở 6 vòng móc tăng mũi ha. Ta đã đạt được cái kích thước của vòng tròn rồi. Thì tiếp tục các vòng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Thì không cần tăng mũi, các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và để ý cho mình ở cái vòng tăng bên trên, mình tăng bao nhiêu vòng móc thì cái vòng đều bên dưới các bạn sẽ móc cho mình bấy nhiêu vòng móc ha. Ở đây mình có 6 vòng móc tăng nè. Thì khi các bạn móc cho mình cái hàng không tăng, mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Không tăng thì cứ móc đều ha, không có cái chân móc nào có 2 mũi cùng chân nha. Mình sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau đó móc thêm nhiều vòng móc nữa. Vòng tăng bao nhiêu vòng móc thì cái vòng không tăng là móc bấy nhiêu vòng ha. Những bạn nào mà tăng sai thì cũng dựa vào số vòng móc bên trên để mình móc vòng móc bên dưới ha. Sau khi mình đã hoàn tất được 6 vòng móc không tăng mũi bằng với số vòng móc của cái phần tăng mũi bên trên, ta sẽ có được cái lòng sau như thế này. Thì tiếp tục đến vòng móc kế tiếp mình sẽ tiến hành giảm mũi cho cái phần đầu của búp bê mình nó có cái độ bo nhỏ lại. Và để giảm mũi mình sẽ dựa vào cái hàng móc tăng mũi cuối cùng của phần đầu.
Hàng móc tăng mũi cuối cùng của mình sẽ là 2 mũi mỗi chân, 2 mũi cùng chân và 2 mũi mỗi chân, tức là mình có 4 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân nè. Thì các bạn sẽ bê cho mình cái công thức này xuống phía dưới. Ở đây mình có đảo công thức ha, các bạn cũng đảo công thức tương tự giống như cái phần tăng mũi. Những bạn nào mà đang tăng sai cũng vậy ha, mình cũng phải dựa vào cái vòng cuối cùng tăng mũi nha. Sau đó bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống đây. Ở đây mình có 2 mũi mỗi chân nè. Sau đó chân kế tiếp thay vì mình móc 2 mũi cùng chân móc giống như là ở bên trên là mình tăng mũi. Thì bây giờ các bạn sẽ chụm cho mình 2 chân liên tiếp lại thành một mũi. Cách chụm sẽ như sau ha. Để ý ở mỗi chân móc nó có 2 đường móc. Một cái đường nằm ở bên trong và một cái đường nằm ở bên ngoài. Thì các cái mũi mà mình chụm chân các bạn sẽ móc cho mình vào đường nằm bên ngoài nha. Ta sẽ đâm kim từ ngoài vào trong đường bên ngoài của chân kế bên nè. Sau đó tiếp tục đẩy kim, đưa kim ra ngoài, đâm từ ngoài vào trong đường móc bên ngoài ha của chân kế tiếp. Trên kim được 3 đường móc, kéo lên qua 2 đường trên kim. Sau đó qua 2 đường trên kim, mình sẽ có được một mũi chụm. Khi có được một mũi chụm rồi thì hai chân kế tiếp mỗi chân một mũi móc đơn. Như vậy là ở vòng này mình sẽ có cái công thức như thế này. 2 mũi mỗi chân, hai chân chụm mũi và 2 mũi mỗi chân. Các bạn tiếp tục làm tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Mình có là 2 mũi mỗi chân nè. Sau đó là hai chân chụm mũi. Đâm kim lần lượt vào hai đường móc bên ngoài của hai chân. Kéo qua hai đường trên kim, sau đó qua hai đường trên kim. Và tiếp tục hai mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó tương tự cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng ta sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này. Mình sẽ giảm được 6 mũi ha. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Lên một mũi móc xích. Lúc này cái phần thân đầu bên dưới của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại. Giảm đi được 6 mũi cho vòng này rồi thì vòng kế tiếp tiếp tục giảm mũi ha. Thì thay vì tăng mũi, tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ giống như phần tăng mũi bên trên thì lúc này mình sẽ giảm đi một mũi cho từng vòng móc. Vòng mà mình vừa móc sẽ là 4 mũi mỗi chân xen 2 chân chụm mũi. Thì vòng kế tiếp sẽ giảm đi cái số mũi móc đơn lẻ xuống còn 3 mũi. Các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi mỗi chân. Vì 3 mũi là số lẻ ha, cho nên cứ móc theo công thức nè. 3 mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là 2 chân chụm mũi. Chụm mũi cũng làm tương tự như các mũi chụm bên trên ha. Lần lượt đâm kim vào 2 đường móc bên ngoài của 2 chân liên tiếp. Kéo qua 2 chân cho đến hết. Ta được cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn cứ móc cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Giảm dần cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống còn một mũi cho đến khi cái hàng móc cuối cùng của mình còn lại là một móc đơn xen 2 mũi chụm chân ha. Sau khi mình đã giảm được các cái hàng móc giúp cho cái phần đầu nó có cái độ bo nhỏ lại nè. Lúc này hàng móc của mình sẽ là một móc đơn xen 2 chân chụm mũi. Những bạn nào tăng sai thì cứ giảm cho đến khi mình đạt được cái hàng móc này ha. Thì lúc này cái vòng cuối cùng của mình nó sẽ tạo ra một cái độ rộng như thế này. Các bạn sẽ sử dụng cái độ rộng này, mình sẽ nhồi gòn vào bên trong cho phần đầu của mình được cứng kép hơn. Sau đó đến vòng móc kế tiếp mình sẽ tiến hành chụm mũi. Thì vòng móc kế tiếp công thức nó sẽ là 6 mũi chụm chân liên tiếp. Lúc này 6 cái mũi chụm chân đó, mình sẽ đâm kim vào đường móc bên trong của những cái chân móc mà mình có được ở đây. Tức là mình sẽ không đâm vào đường bên ngoài nữa, mà mình sẽ đâm kim vào cái đường ở bên trong ha. Ta sẽ có được 6 mũi chụm. Ở cái công thức này ha. Mũi đầu tiên nè. Cứ đâm cho mình vào đường ở bên trong ha. Tiếp tục mũi chụm thứ hai. Vào hai chân kế bên. Mũi chụm thứ ba. Hoàn tất được 6 cái mũi chụm rồi thì đâm kim vào chân của mũi chụm đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len lên và cắt len. Các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài.
Thì cái hàng móc này nó sẽ tạo ra được một cái đường móc thêm nè, đường móc này để mình móc cái phần thân dưới ha. Xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu. Sau đó đâm kim lần lượt vào các đường móc bên ngoài của 6 cái mũi chụm này. Thì mình có 6 mũi chụm, đâm kim vào 6 cái đường móc bên ngoài của 6 cái mũi đó ha. Mũi thứ 3 nè. Mũi thứ 4. Mũi thứ 5. Và mũi thứ 6. Sau đó gút lại cho cái vòng tròn của mình nó khít lại và giấu len thừa vào bên trong ha. Cắt đoạn len thừa đi nè. Ta sẽ có được cái vòng đầu như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới. Đối với phần thân dưới thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi mình đã có được một nút rồi, các bạn sẽ đưa cho mình kim xuống cái hàng móc mà mình chừa ra một cái đường như thế này. Ta sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời mà mình xiết lại á. Kéo nút vừa tạo qua cái chân móc đó. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Sau đó mình sẽ đâm kim lần lượt vào các cái đường móc mà mình chừa ra. Cứ mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Chân đầu tiên nè, móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Khi móc thì nhớ giấu sợi len thừa để khi mình cắt len không phải giấu len nhiều nha. Mũi thứ 2 và mũi kép đơn thứ 3. Sau đó làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng ha. Mỗi chân móc móc 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau khi hoàn tất đến cuối vòng thì cái phần thân dưới mình sẽ có cái độ xòe như thế này. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên 3 mũi móc xích. Những bạn nào mà tăng size thì cũng làm theo công thức như vậy luôn ha. Vòng đầu tiên móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc thì cái vòng móc thứ hai sẽ móc theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc nữa. Các vòng móc kế tiếp thì cũng tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ lên một mũi cho từng vòng móc. Các bạn cũng có thể đảo công thức hoặc không ha. Sau khi mình đã móc thêm nhiều vòng móc nè, các vòng móc cứ tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ. Một kép đơn lẻ rồi nè. Tiếp tục vòng kế tiếp sẽ là hai kép đơn lẻ. Kế tiếp sẽ là ba kép đơn lẻ ha. Và cứ xen là hai mũi cùng chân. Thì mình sẽ có được cái chiều cao của phần thân dưới như thế này. Các bạn có thể tăng size tùy thích ha. Mình sẽ tạo ra được cái độ rộng cho phần thân dưới và hoàn tất được phần thân của búp bê. Để cho phần thân được tương ứng thì cứ móc thêm nhiều vòng móc và đo. Cái chiều cao này nó có thể sắp xỉ bằng chiều cao phần đầu ha. Thấp hơn một chút cũng được. Bây giờ mình sẽ móc cái phần dây ở bên trên. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích tầm khoảng 14 mũi móc ha. Các bạn có thể canh chỉnh cái sợi dây này tùy thích nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Sau đó kéo cái sợi len lên và cắt len. Để mình có thể gắn được cái đoạn xích này vào trong phần đầu, các bạn sẽ đưa cho mình kim móc. Mình sẽ đưa đến cái hàng đầu tiên của phòng đầu ha. Mình đâm kim vào hai chân móc song song. Thẳng hàng với nhau như thế này, nằm trong tâm đường kính. Sau đó mình sẽ kéo một đầu qua cái đường này. Kéo hết qua, sau đó các bạn sẽ cột cuốc lại ở hai cái mũi mà mình tạo đầu tiên và cuối cùng nè. Mình sẽ cột cuốc lại ha. Cột sao cho chắc chắn là được. Sau khi đã cột hoàn tất thì mình sẽ đẩy cái sợi xích này. Các bạn sẽ vòng làm sao cho cái mũi mà mình vừa cột lại á, nó nằm ở bên trong. Sau đó đâm kim vào bên trong và kéo các cái sợi len thừa vào trong.
ta sẽ hoàn tất được một cái sợi dây đeo như thế này. Để trang trí cho búp bê của mình thì có rất là nhiều cách. Mình sẽ móc một chiếc nón ha. Thì công thức móc cái phần nón nó cũng tương tự giống như cách mà mình tăng size ở cái phần đầu, từ vòng đầu tiên nè cho đến cái vòng mà các bạn móc đều không tăng mũi. Thì ở đây mình sẽ móc tổng cộng là 4 hàng móc đều không tăng mũi, kèm 6 hàng tăng mũi ha. Công thức thì y chang như là phần đầu. Sau đó các bạn sẽ đội thử cho mình vào trong cái phần của búp bê nè. Cái hàng móc mà mình móc đều không tăng mũi tùy vào các bạn đội nón như thế nào mà các bạn sẽ móc thêm nhiều hay là ít hàng móc ha. Ở đây mình sẽ dừng lại ở 4 hàng móc đều, sau đó mình sẽ tạo cái viền bèo cho phần nón. Thì cách móc viền bèo cũng rất là đơn giản. Các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích, tức là ở đây mình sẽ có 3 mũi ha. Sau đó tiếp tục đâm kim vào các đường móc bên ngoài của các cái chân móc này. Tùy vào cái độ bèo của phần thân nón mà mình sẽ thêm mũi cho phù hợp. Các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc như thế này. Mình sẽ làm tương tự cho tất cả các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì ta sẽ được một cái phần nón vành bèo như thế này ha. Mình sẽ đội vào bên trên đầu của búp bê nè. Khi đội thì các bạn nhớ đội nghiêng để chừa cái phần mặt ra bên ngoài ha. Và lúc này mình sẽ giống thẳng hàng với cái vị trí mà mình tạo cái phần luồng cái khóa. Đây. Các bạn sẽ đâm kim vào cái vị trí tương đương với lại cái luồng đó. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi dây đó qua cái chân móc này. Để cố định được lại phần nón thì các bạn có thể dùng keo hoặc là kim khâu, mình khâu cố định cái phần nón này vào trong đầu luôn ha. Sau đó mình tiến hành trang trí mắt cũng như là miệng của búp bê. Mình có thể tô má hồng ha. Đối với phần miệng á, để cho nó được đều hơn, các bạn sẽ giấu cho mình sợi len vào trong các cái mũi móc trước. Chọn ra 3 chân móc nằm chính giữa của hai mắt nè. Đâm vào cái chân móc đầu tiên ha. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ ba, tức là cái phần miệng nó sẽ cách là một chân ở đây ha. Khi đâm kim qua thì chừa cho mình một đoạn len vừa đủ nè để tạo cái độ cong cho phần miệng. Sau đó giấu tiếp sợi len thừa ha. Dùng keo các bạn sẽ chích cho mình một ít keo ở phía dưới, sau đó mình đẩy cho cái phần miệng của mình nó dính vào trong keo ha, tạo cái độ cong cho phần miệng nè. Thì như vậy là cái phần miệng của mình nó sẽ đều và đẹp hơn. Giấu len thừa. Ta sẽ hoàn tất được một mẫu búp bê cầu mưa xinh xắn như thế này. Đối với mẫu này thì các bạn có thể thay đổi màu tùy thích, hoặc mình cũng có thể tăng giảm size cho họa tiết của mình ha. Trên thân nón thì mình cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác nhau cho búp bê của mình thêm xinh xắn hơn. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!